Xin chào anh chị và các bạn thân mến Ở video trước thì Chun đã chia sẻ với chúng ta cái cách đăng ký tài khoản Temu Và Chun cũng có nói rõ là anh chị ủng hộ cái đường link đăng ký affiliate với Temu với Gatiki tại đây nhá Và tất cả những cái kiến thức về Temu thì Chun sẽ cập nhật tại đường liên kết là temu.gatiki.com Và chúng ta có thể vào đây để xem cái video hướng dẫn cách đăng ký tạo tài khoản như thế nào nhé ở trong khuôn khổ video này thì chun tiếp tục chia sẻ với anh chị em temu là gì và à, tại sao chúng ta lên à, kiếm tiền với à, temu và xu hướng của temu hiện nay đang ra sao thì chúng ta sẽ cùng à, theo dõi nhé à, và ở đây thì chun để công khai thì chun đã à, cập nhật vào đây rồi tuy nhiên thì chun sẽ bật à, chat gpt lên Đấy và chun hỏi ChatGPT cho nhanh để anh chị có một cái sự minh bạch nhá, không có là lại không tin tưởng vào cái lời chia sẻ của chun đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì là không có gì nói có sách, mách có chứng. Đúng không ạ? ChatGPT nó trả lời là gì? Temu là một nền tảng thương mại điện tử quốc tế cung cấp các sản phẩm từ nhiều ngành hàng như thời trang, đồ gia dụng, đấy, công nghệ làm đẹp và nhiều lĩnh vực khác với giá cả phải chăng, được phát triển bởi công ty là PGG Holding Đấy, công ty mẹ của đua một trong những nền tảng thương mại điện tử lớn nhất tại Trung Quốc, có nghĩa là nó xuất xứ từ Trung Quốc của một cái công ty này, à, nó cũng giống như Lazada đấy. đấy, rồi là của ông Jack Ma đấy, rồi Temu hướng đến thị trường quốc tế với chiến lược giá rẻ, sản phẩm đa dạng và dịch vụ vận chuyển toàn cầu, tức là nó giống như kiểu Amazon đấy, vận chuyển toàn cầu đấy, anh chị em ạ, và nó là một cái sàn thương mại điện tử giống như là Lazada. À, Tiki, đúng không ạ? Shopee Đấy, và TikTok. Đấy, giống như các nền tảng đó và tính năng thì bây giờ là chun thấy nó cũng không khác gì là TikTok đâu. Tức là chúng ta vừa mua hàng được này với giá rẻ mà với rất nhiều ưu đãi rồi chúng ta lại vừa có thể làm affiliate kiếm tiền được thế nên nó rất là hay nhá đó chính là lý do thứ hai ở trong cái video này chun muốn chia sẻ với anh chị em đó là tại sao chúng ta lên kiếm tiền với temu thì ở đây nó nói rõ luôn là sản phẩm phong phú giá cả cạnh tranh Temu cung cấp hàng nghìn sản phẩm từ nhiều ngành hàng khác nhau với giá cả cực kỳ cạnh tranh, điều này thu hút khách hàng lớn và làm tăng khả năng chuyển đổi khi tiếp thị qua chương trình affiliate. Có nghĩa là khi chúng ta là người đi làm affiliate, chúng ta vẫn có thể là vừa là người mua sắm ở trên đó luôn. Và các cái sản phẩm thì là chúng ta chun cũng sẽ đặt thử để chúng ta cùng trải nghiệm nha Anh chị cũng đặt thử đi vì nó cũng chả đáng bao nhiêu đâu Nó chỉ có 1 200 nghìn chúng ta mua giống như ở trên các sàn thương mại điện tử khác thôi Đúng không ạ? Và thứ hai là gì? Chương trình affiliate hấp dẫn Temu thường cung cấp mức hoa hồng khá cao cho những người làm affiliate Đặc biệt là trong chiến dịch ra mắt và quảng bá Đây là cơ hội để bạn có thể kiếm được thu nhập hấp dẫn Chính vì thế ngày hôm nay anh chị hãy gì ạ? Hãy kích ngay vào cái đường link này này Đấy em để ở dưới này nhá, Đấy ủng hộ eh, em chun khi chia sẻ những cái kiến thức giá trị tới anh chị em luôn Đúng không ạ Và đây chúng ta ủng hộ qua cái đường link của em chun nhá Bấm vào đây Và chúng ta đăng ký trở thành affiliate Đấy giống như, như cái video này nó hướng dẫn này Đấy chúng ta kích vào đó chúng ta đăng ký rồi em chun nhá và, và khi đăng ký đấy thì em chun sẽ được 50.000 Đấy 50.000 cứ, cứ mỗi người đăng ký là được 50.000 Đấy nhưng không phải nhận được ngay đâu nhé mà là khi anh chị phải phát sinh đơn hàng, cũng nghĩa là phải mua một sản phẩm gì cơ thì chun mới được là trong 59 ngày, tức là trong 60 ngày. Anh chị mua một cái sản phẩm gì bất kỳ ấy, thì nó mới được cộng lên trên này, chứ còn nếu không là hết 60 ngày là chả được cái gì hết. Cũng nghĩa nó giống như là tặng ảo thôi. Đấy và khi nào anh chị phát sinh đơn hàng cơ thì chun mới được 50.000 đấy Chun chia sẻ cái này cho anh chị em khi mà chúng ta đăng ký qua đường link affiliate có nghĩa là trở thành cộng tác viên cùng với Chun đấy qua cái đường link này nha. đó tại sao à, cái cái thứ hai ấy, là chúng ta à, à, cái thứ ba là thị trường tiềm năng đang phát triển Temu mở rộng mạnh mẽ thị trường quốc tế đặc biệt là Bắc Mỹ và Châu Âu với nhiều chiến dịch quy mô lớn việc gia nhập chương trình affiliate từ giai đoạn này mang lại lợi thế cạnh tranh à, khi bạn tiếp thị uh, tiếp cận thị trường mới và tiềm năng có nghĩa là nó đang uh, gọi là đấu tranh với lại những cái nền tảng lớn như là Amazon đấy, không phải đơn giản đâu anh chị em nhá nên là là nó muốn chiếm bá thế giới mà thành ra là anh chị em mình phải thấy rằng là cái sức mạnh của nó mà công nghệ của Trung Quốc thì không phải đơn giản đâu, anh chị ạ đấy thế nên là chúng ta uh, bắt đầu đây là một cái luồng gió mới là một cái cơ hội mới để chúng ta có thể là gọi là đi tắt đón đầu ấy. tức là chúng ta biết cái cơ hội này rồi thì tí nữa Chun sẽ chia sẻ cái xu hướng nhá. Cái xu hướng nó đã bắt đầu từ lúc nào và đến bây giờ nó đang ra sao thì chúng ta sẽ biết được là cái xu hướng để chúng ta đón nhá. Và tiếp theo này thứ tư là được hỗ trợ nhiều công cụ tiếp thị. Đấy, nhiều công cụ như là banner, link affiliate và các tài liệu quảng bá. Đấy, rất nhiều những cái nền tảng sàn thương mại điện tử khác chúng ta đăng ký chúng ta phải gì ạ? phải chờ phê duyệt cơ thì mới được nhưng không nhá với những ông À, gọi là temu này là chúng ta đăng ký tài khoản xong cái là bây giờ nó kích hoạt luôn để chúng ta có thể đi lan tỏa ngay lập tức anh chị ạ đấy mới là cái sướng ví dụ như ông tiktok là muốn mà gắn được giỏ hàng để đi làm tiếp thị cho một cái đơn vị khác đúng không ạ là chúng ta lại phải mất à, ví dụ như phải có đủ 1.000 follow hoặc chúng ta phải tạo à, gọi là tiktok shop vân vân thì chúng ta mới gắn giỏ hàng để chúng ta đi quảng bá được nhưng không nhá ở đây ở ở temu này rất đơn giản với một cái gì ạ ví dụ anh chị chọn ở cái bước hai này chúng ta có thể ấn vào chia sẻ ở đây này đấy ví dụ cái đôi dép này nó đẹp đúng không chúng ta có thể copy cái đường link này và gửi cho một người thân bạn bè nào của chúng ta mua thì ngay lập tức là chúng ta sẽ nhận 47.000 luôn rất là nhanh chóng không cần là phải thế này phải thế kia nữa đúng không ạ phải tạo kênh hay là xây kênh chúng ta chỉ cần một cái tài khoản duy nhất thôi và anh chị nhìn này những cái sản phẩm mà nó đẹp như thế này đúng không mà nó lại rẻ như thế này có 100 nghìn đúng không? Đấy, mà lại gì vậy? chúng ta được 31 nghìn thì anh chị thấy nó đang khuyến mại quá hời luôn đúng không? Nó tạo cho những người làm affiliate quá ngon này này giảm 66% mà những người làm affiliate được 31% anh chị thấy có kinh khủng không? Quá rẻ luôn đấy và tí nữa Chun sẽ làm một cái video khác chúng ta sẽ cùng đặt hàng nha Chun sẽ hướng dẫn cách đặt hàng ở trên này đấy cùng với anh chị em luôn nhé. Đấy, và chúng ta cùng trải nghiệm xem sản phẩm về tay em chôn quần thì nó như thế nào nha ok không ạ và để anh chị gọi là tăng cái độ tin tưởng khi mà chúng ta mua những cái sản phẩm ở trên này được không nào đấy rồi tiếp theo rất là hay nhá đấy đấy là những cái lý do mà chúng ta lên kiếm tiền với gọi là temu ngay bây giờ nhá lợi thế từ sự đổi mới này đây là một nền tảng thương mại quốc tế mang thay đổi cách người dùng mua sắm là một trong những đơn vị tiên phong cung cấp những cái trải nghiệm mua sắm tiện lợi và giá rẻ. Việc làm affiliate mang lại cơ hội cho bạn tham gia làn sóng mới của thương mại điện tử. Đấy, anh chị em thấy chưa? Tức là sản phẩm thì phong phú, hoa hồng thì hấp dẫn, cơ hội phát triển tại thị trường quốc tế. Có nghĩa là bình thường mình muốn tham gia vào những cái sàn Amazon là chúng ta phải đăng ký, chúng ta phải chờ phê duyệt này kia rất là mất thời gian đúng không? Nhưng mà với Temu thì chúng ta làm với một cái sàn thương mại quốc tế mà đã phát triển đến tầm cỡ quốc tế thì anh chị biết rằng là chúng ta là không hề đơn giản đúng không? Và nhất là anh chị nào đang có sản phẩm mà lại học được thêm cái cách bán hàng trên Temu nữa, có nghĩa là chúng ta đẩy sản phẩm của chúng ta lên cái sàn thương mại quốc tế thì nó còn ghê gớm hơn nữa cơ. Thế nên anh chị hãy đón ngay cái xu hướng này nhá và đăng ký tài khoản nhá. Và nhớ là ủng hộ em Chun qua cái đường link của Gatiki để ngay ở cái đường dẫn là temu.gatiki.com thì là nó đã có cái đường link ở đây này. Nhớ là bấm cẩn thận không nhầm. Một là chúng ta trở thành người làm affiliate thì chúng ta bấm vào link này. Hai là chúng ta bấm vào app Temu tức là bấm vào link này để tải app ở trên điện thoại và chúng ta mua hàng ở trên app thì chúng ta sẽ được tặng ngay một cái mã giảm giá 1 triệu 500 trăm à, nghìn nhá, đấy, tiền Việt 1 triệu 500 nghìn cái mã vô giảm giá đấy. đấy. trong khoảng thời gian bao nhiêu thôi nó đang khuyến mại thì anh chị em trân trọng nhá để chúng ta đặt sản phẩm hay gì đó thì giá nó rất là rẻ luôn để chúng ta cũng test thử xem là cái chất lượng sản phẩm trên sàn này nó thế nào được không ạ thì ở video sau chúng sẽ cùng đặt hàng với anh chị em nhá, à, đấy anh chị em thấy chưa Đây là lý do tại sao Và bây giờ chúng ta cùng nghiên cứu cái xu hướng nhá. Chun sẽ nghiên cứu với anh chị cái xu hướng được không ạ? Đây, chúng ta vào Google Trend nhá. Google Trend tức là chen google com vn Chúng ta đánh cái từ Temu thôi, từ khóa Temu nhá. Thì chúng ta sẽ thấy này, ví dụ như là 12 tháng qua. Đấy, 12 tháng qua tại Việt Nam nhá. Thì anh chị nhìn này là cái xu hướng nó bắt đầu nó vọt lên và đây nó 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 đang ở cái ngưỡng là là ngưỡng này nha, 25 và bây giờ nó đang có xu hướng nó vọt lên trên. Và bây giờ chúng ta kiểm tra 90 ngày qua Đấy thì anh chị thấy bắt đầu là gì ạ Nó sơ khai là từ tháng 7 À mùng 7 tháng 10 Đấy, Bắt đầu trong cái tháng 10 này này Đấy, Tháng này là tháng mà anh chị bắt đầu nghe đến cái video này Cũng là cái tháng mà nó đang bắt đầu kích hoạt rồi này Anh chị nhìn này Và đến cái thời điểm ngày hôm nay là 21 tháng 10 Bắt đầu nó đang có xu hướng vọt lên đến tận đây rồi Tức là nó lên, lên tốc độ lên khoảng 65 rồi Tức là trên ngưỡng 50 là nó đang là hot nha anh chị nhá Đang là hot trend và trên tất cả các hội nhóm Trên tất cả các sàn bây giờ đang gì ạ Đang chia sẻ như XJ cũng đang live stream Và rất nhiều cao thủ đang chia sẻ những cái chương trình kiếm tiền với affiliate Và mua sắm mà lại kiếm được tiền Thì anh chị có sướng không Mình mua về đúng không ạ Mình vào sàn affiliate này đúng không Mình vào sàn mình mua sản phẩm mình thấy nó chất lượng đúng không giống như anh chị làm trên tiktok cũng vậy thôi chúng ta phải mua thử sản phẩm về chúng ta xem ngon thì bắt đầu chúng ta mới đi làm tiếp thị với họ đúng không ví dụ như cái mũ này anh chị nhìn này có 79.000 chúng ta mua thử về đúng không có 79.000 chúng ta mua thử về thì chúng ta gì ạ thấy nó chất lượng chúng ta lấy cái link này chúng ta đi chia sẻ cho những người bạn của mình và mình làm video review và còn có rất nhiều cái cách để kiếm tiền với Temu nữa nhá anh chị em nhá đây là một cơ hội à, gọi là hiếm có và để mà bình thường kinh doanh được một cái sản phẩm trên à, sàn thương mại quốc tế là không hề đơn giản đúng không nhưng mà đây thì chúng ta lại rất dễ dàng thì anh chị em hình dung này này chun kiểm tra xem là 30 ngày qua thì nó sẽ như thế nào nhá 30 ngày qua có nghĩa là gì bắt đầu là nó xuất phát từ đây này từ cái điểm này này là mùng 7 tháng 10 năm 2024 thì bây giờ là đến đây là nó đã lên ngưỡng gì ạ là 23 tháng 10 là ngày hôm nay chun đăng video này đúng không là lên ngưỡng 65 phần 65 rồi anh chị em thấy chưa và ở đây thì nó đang là có dự tính nó sẽ vọt lên tận 100 phần 100 cơ đấy và ở các tỉnh như là Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh là đang là quan tâm nhiều này, Đà Nẵng, Bắc Linh, Thái Nguyên đang quan tâm này, bắt đầu là tức là nhiều người người ta bắt đầu biết đến Temu rồi. Anh chị ạ, nhiều mười người bắt đầu đi tìm và gì đây ạ là những cái chủ đề tiếp thị liên kết, thanh toán hay là mua sắm cá nhân vân vân, rồi là Temu chương trình affiliate Temu, Temu là của nước nào, bán hàng trên Temu, tiếp thị liên kết Temu, Temu có lừa đảo hay không? Đấy, thì anh chị em bây giờ nhá tức là có rất nhiều người bây giờ đang chia sẻ là gì ạ? Là ở đây nhá. Đây là những cái lý do để chúng ta tại sao lên tham gia nhá, bởi vì chúng ta có mất cái gì đâu. Chúng ta chỉ đăng ký tài khoản và chúng ta làm thôi, đúng không? Còn đâu là mất hay không ấy thì bây giờ chúng ta để ý này. Bây giờ chúng ta có tiền ở đây thì hiện tại trong thời điểm này đấy là nhiều anh em nói rằng là chưa rút được tiền về. Đấy, và nó yêu cầu là gì ví dụ kích vào đây nó yêu cầu là phải đạt được ngưỡng 500 trăm thì mới có thể rút được tiền về và rút tiền thì thường là thanh toán quốc tế thì thường là nó sẽ qua visa và paypal nên là anh chị em là phải chuẩn bị cái thẻ visa debit nhá cộng với lại tài khoản paypal để chúng ta muốn nhận được tiền ở trên này hoặc mua sắm ở trên này thì chúng ta phải có thẻ visa debit nhá anh chị em nhớ chú ý là mua ra ngân hàng tạo một cái thẻ bây giờ thời buổi công nghệ thông tin rồi lên tạo một cái thẻ là visa debit đấy nhá để thanh toán quốc tế À, ví dụ ưu tiên là làm những cái thẻ của Vietcombank hoặc Viettinbank nha hoặc Techcombank là chúng ta có thể thanh toán quốc tế rất là ok nhé và hai nữa là chúng ta có thể vừa là để mua sắm ở trên cái sàn này luôn ở đây có rất nhiều sản phẩm để chúng ta có thể mua sắm uh, online ở trên này đấy anh chị em thấy chưa sản phẩm nó không hề là đắt đỏ mà lại đang khuyến mại rất là lớn thì chúng ta mua thử về nếu thấy nó chất lượng và nó rẻ chúng ta đi làm review chúng ta đi chia sẻ cho những người thân của chúng ta để họ tiết kiệm được chi phí Đấy, mình biết cái hay cái tốt thì mình chia sẻ cho mọi người thôi có đúng không thì đấy là cái lợi ích mà khi chúng ta à, tham gia vào cái sàn này chúng ta đầu tiên phải là trải nghiệm đi trước đấy, cũng giống như chun bây giờ chun sẽ phải đi đặt hàng để trải nghiệm cùng chia sẻ trong lúc đang chờ đợi thì chung chia sẻ cho anh chị em để anh chị em sẽ gì ạ là khi nhận hàng về thì sản phẩm nó thế nào nó có tốt nó có ngon không thì chúng ta bắt đầu dấn sâu vào để chúng ta làm đúng chưa đây là một cái cơ hội mới nên anh chị em không có mất gì cả chúng ta hãy kích vào cái đường link này để chúng ta gì ạ đăng ký nhá chúng ta nhìn thấy xu hướng bắt đầu từ tháng này rồi chúng ta phải đăng ký ngay bởi vì sao nếu không là nó gọi là là chúng ta sẽ đi chậm một lúc so với 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 những người ở kia đúng không ạ đấy chúng ta sẽ để ý ở trên đây nào những cái và vào Google Trend chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều những cái xu hướng ở đây đúng không đấy và chúng ta sẽ khám phá nhá ví dụ như là kiếm tiền kiếm tiền temu là chun đoán là nó cũng sẽ lên đấy đấy anh chị em thấy chưa bắt đầu nó manh nha rồi này đây là 12 tháng qua nhá 30 ngày qua bởi vì nó bắt đầu ở trong cái tháng này mà anh chị em thấy chưa nó đang nó đang vọt lên này này kinh không nó vọt lên 100 luôn rồi kinh kinh khủng không đấy dã dạ man rất là khủng khiếp nên là đấy là cái xu hướng mà chúng ta cần phải đoán sớm nhá. Anh chị em hãy cập nhật ngay cái tình hình này và không cần phải đi đâu xa chúng ta chun sẽ thường xuyên cập nhật với anh chị em nhé chun sẽ nghe tất cả những cái chia sẻ của anh em ở trên các cái nền tảng sau đó chun cập nhật về đây để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau anh em nào mà cần hỏi đáp thì hỏi về gatiki đào tạo kinh doanh online nhé rồi chúng ta có thể truy cập vào website để học thêm những cái công nghệ kiến thức mới đúng không nào xin chào và hẹn gặp lại video sau chun sẽ hướng dẫn một cái nội dung khác và sẽ cập nhật về temu gatiki com đừng quên là đăng ký ngay hôm nay để nhận những cái ưu đãi uh, từ temu nhá anh chị em nhá xin chào và hẹn gặp lại